Майны Магтаал Авралгуурын цохогт Авралгуурын цохогтоо алсалуугаа залвуржоо ара хормог уугаар амтан бүхэндээ нэтгэлтэй Ом маны багмай хом ом маны багмай хом ом маны багмай хом ом маны chắc hơn đó, thành ra sư xin tha hồ hỏi sư có 10 câu hỏi thế nào,
чи таагүй бай. Чи нэг бай. Энэ жүгийн чам энэ гинэн юм яа. Тэгэхээр би энэ та има оорсад нэг юм хийлаа. А чам тэр зам яа. Тэг чи би тэг юм аа. А баа юу гоо хэв юм бай. Чи сүм хай. Яа. Би энэ юм дэ. Я чи тасын юм чам юм. Чам би thì con người ấy, chỉ cần cái này nó mạnh hơn chút à. Nếu với 6 trang thì mình chỉ có 3 trang giấy thôi, mình in hai mặt ấy. À, cái sáng đấy mình sư in á, sư quên nhắc nói rằng là ông in hai mặt, là có một số quý vị in có một mặt đây thì nó dày hơn nhiều nhé. À, thì mình lợi dụng cơ hội đó, mình dùng cái đó để mình viết, à, mình viết thôi viết nhát các bạn, cái gì phải học qua vậy. À, biết được chẳng hạn mình có cái gì đó mình cần biết thêm thì mình biết vào đấy nha. Thế là một trang ấy, nếu mà làm được như vậy suy nghĩ cũng rất hay. Một trang thế này ấy, là mình có nguyên một trang giấy trắng để ta đồ ta chua vào những cái chữ hay là những cái ý nghĩ cái nó xảy đến trong đầu là anh em biết xuống liền đúng không à. Rồi bây giờ bắt đầu trang số 1. Hôm nay chúng ta học chương 6 là thành lập tam đại kinh điển. Trong tam đại kinh điển thì mình chúng ta biết là chúng ta có hai cái tông phái, hai cái ngành chính, đó là Đại thừa và Tiểu thừa. Thì hôm nay trong cái phần này chúng ta sẽ học về Tiểu thừa. Thành ra là đó là cái đầu tiên chúng ta cần phải biết. Thì là có hai lai là tích viết cô liền. Tam đại kinh điển của kinh điển của Phật thì có tam tạng khác là đa tạng là đúng là mình kêu là cái bộ phận chính lúc hả, nhưng mà nói chung nó là cái tưởng tượng như là tất cả kinh sách, tất cả những quyển vật đó thì mỗi cái để một cái giỏ chứa lớn thì mỗi giỏ chứa vậy cũng như là tạng thì tiếng Sanskrit thì là tri là ba, pitaka là cái giỏ chứa. Phi Pitaka là ba cái giọt chứa. Còn tiếng Sanskrit thì mình bỏ chữ R thì mình viết là Tipitaka đúng không? Đó, thành ra chỉ có tiếng Sanskrit và tiếng Pali nó chỉ khác nhau chút vậy thôi. Kể cả tiếng chữ Dharma, quý vị thấy là thường thường chữ Pali là không có chữ R đúng không? Chữ Dharma thì chữ Sanskrit thì có chữ R, D-H-A-R đúng không? Xong rồi M A đấy, còn nếu một chữ Pali thì là D H A M M A đấy, chữ R thì chuyển thành chữ M đó. Thì đó là cái khi mà mình cũng để ý chút xíu, tại đôi khi mình nói một cái chữ này có đúng không á, đúng là đúng, tại vì hai sự khác nhau, một cái là Sanskrit, một cái là Pali, cái mình nói một chút chắc biết sai rồi, thì mình yên tâm đó là hai cái chữ biết thì khác nhau nhưng mà cùng ý nghĩa, nói về pháp Phật ví dụ vậy, hay là nói về tam tạng kinh điển. Phần lớn của chúng ta đó thường thường sẽ dùng cái chữ Tripitaka nhiều hơn để mình nói về Đại thừa, nhưng mà trong thời gian này thì sẽ là Tipi là ba của các kinh tạng, luận tạng và luận tạng. Đại thừa và Tiểu thừa có tam tạng riêng và hình thức cũng khác nhau. Chúng ta học về sự thành lập tam tạng của Tiểu thừa nhé. Sự thành lập trước hết là quý vị biết cái tạng là đầu tiên để mà lập chính là luận tạng. Vì sao thế? Khi mà ai quý vị biết là khi mà chúng ta có cái sát lần đầu tiên là lúc nào nhỉ? Tôi nhớ chưa ạ? Lúc mà ở vườn lộc uyển đúng không? Lúc đó ngài từ chỗ vườn Bồ Đề Đạo Tràng, ngài đã trải qua 49 ngày thiền định và sau đó là ngài ở lại như chỗ đó để ngồi như thế để ngài suy nghĩ lại. Mà 21 ngày đầu tiên là ngài chỉ dạy cho chư thiên, kêu là cái 21 ngày đầu tiên ngài nói cho chúng ta nghe, cái lo nghe rất là cao siêu, chỉ nói cho các hàng Bồ Tát ở luôn trên cao nghe chứ không phải hàng chúng ta nghe. Thật ra các người như chúng ta nghe là không nhớ tai nghe là dùng một vùng không hiểu, tưởng là ngài nói tiếng gì ấy, không hiểu. Tại vậy ngài nói ô thế rồi vậy đi đi xuống lại là hạ xuống á. Tại vậy mới có đến A Hàm, A Hàm thì nói cho
12 năm thì cứ ba hàm là cái thời mà ngài đi ngang qua đi khắp nơi, từ bắt đầu từ lầu huyện, ngài bắt đầu giảng giải những lý thuyết mà nó đời thường, nó gần gũi với dân chúng hơn để dân chúng có thể tiếp thu được. Mặc dù là các vị học trò của ngài đấy, đầu tiên là ba em xin lỗi năm em trường Trần Như đúng không, đây những vị cũng sử soạn để đã tu với ngài rất lâu rồi, sử soạn để mà tác quả a la hán, chỉ cần ứng như ngọn lửa có sẵn, chỉ cần khơi nào lên là sẽ, và đức Phật biết rõ ràng là người nào cần khơi cái nào lên, thì nhờ như thế khi mà vừa nghe một cái là tác quả sơ sơ quả liền, tức là tu đạo hoàng, tức là kêu nhập lưu đó, vô liền á, rồi từ từ mới tăng lên tăng lên á. Thì cái giáo pháp của đức Phật là như thế, ngài biết căn cơ của chúng sinh như thế nào để mà giúp cho chúng sinh có thể lập tức dùng được cái giáo pháp của ngài để thành tín. Từ bốn người ở đây căn duyên khác nhau hết, như chúng ta từ từ học hỏi. Thật ra cái bộ đầu tiên đó chính là bộ luật. Dĩ sư lại nghe được rằng là không phải là trong cái thời gian là tại chỗ người lập tuyển chúng ta có luận tại chưa, các cái vị thánh tăng, tức là chúng ta nói cái thời mà ở dưới thánh Phật á, phần lớn những vị đó là thánh tăng hết, tức là có duyên với ngài rất là lâu, từ nhiều đời trước. Chẳng hạn ngài Anan thì nói ha, hay là ngài những thời này mà mình nói ở người lập tuyển, tức là ngài kiểu ông gia đình kiểu chuyển biến không phải ngẫu nhiên chỉ có thời gian học tập đâu, chúng ta đi, tất cả chúng ta cùng một tư tưởng như vậy, chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần và hôm nay chúng ta hội ngộ về đây duyên là đầy đủ để học Phật pháp với nhau, để mà giúp nhau thăng tiến, sư giúp quý vị giúp sư, không phải là sợ cái một chiều đấy nhá, cái này hai chiều đâu, mỗi lần quý vị có câu hỏi tức là giúp sư để hiểu thêm một chút, chứ không phải là ngồi trên đây là mình biết hết tất cả là không dám, chưa hết tất cả đâu, có những khi quý vị hỏi hay là cùng sự suy nghĩ là kính đại chúng, những quý vị mà thánh tăng thời đó là như cái ngày ăn ăn là trước đây cũng là tu, sau này Đức Phật giảng giải trong kinh Hoa Nghiêm đó, ngày đi giảng giải là cái thời đấy đó, là hai người đều cùng tu một lúc nhưng ngày Đức Phật của chúng ta chăm chỉ tu hành, áp dụng tất cả những pháp môn vào trong đời sống tu tập liền. Còn ngài An Năng đó là người học rộng hiểu nhiều, lúc nào cũng tìm hiểu thêm giáo lý này, cái tư tưởng kia để mà thông nhập vô, đó là cái bản năng của ngài như vậy rồi. Và đồng thời phát nguyện là lúc nào cũng đi theo phò để mà xỉn dư cái giáo pháp của cái vị Phật lên. Vậy vậy khi mà nói về kinh Pháp Hoa, khi mà ngài An Năng là được cái Phật họ ký, tức là nói rằng là kiếp nào đó ông sẽ thành Phật hiện như vậy đó, cho nên là họ ký, thì ngài A Nan còn cao hơn cả những cái đệ tử lớn của ngài nữa, tại vì những đệ tử lớn của Phật đó là ngài Sáu Đức là kiểu Thiền Liên là Ca Diếp là tất cả những người đó là đập chức hết. Rồi sau khi mới về đến nhà đúng không, người này về không có cha đồng ý đâu, thì A Nan chức đúng không ạ, khi mình học cái này nó có câu chuyện vui lắm quý vị. Thật ra đôi khi mình cũng có quyển sách nhỏ nhỏ, cái mình ghi hết lại không? Hay là quý vị đọc xem cái phim, xem phim cũng hay lắm, tại vì nó diễn tiết từng tiết đó, cái diễn lời vậy mình nhớ rồi đó. Thì ngày An xuất ra khi Đức Phật trở về quê nhà để thăm quý cha, lúc đó thì ngày An còn trẻ lắm, thì mình nhìn thấy Đức Phật đẹp quá, ba mươi vẻ đẹp tắm như thứ quốc của người rồi rực rỡ, thành ra là rất là quý theo hầu đề. Thì cái đó thì cũng nói có vẻ giống như phòng tục đúng không ạ, chỉ vì không phải vì hiểu giống như có thể vì Đức Phật quá đẹp từ đấy đi theo, nhưng mà tất cả những cái đó nó ở trong cái tiềm thức của mình, nó từ từ khơi dậy mình sống rất nhiều khi, thành ra tất cả những cái sống của mình, những kỷ niệm, những cái hạt giống mình gieo trồng, những cái chất nó đưa xuống cái tiềm thức của mình kêu là ai ra chất nó ở dưới đấy, và đến thời kỳ nó đúng thời đúng khách đủ nhân duyên nó trổi lên thì ngài A Nan là như thế. Thì
cái phần đấy có những cái khi mà họ ký cho mẹ ăn ăn thành viên pháp quan thì cái việc học cái sau một khi rất trẻ mà cái thành quả hướng rất nhiều như kể lại cái thời không hương ở cái thời xuống đất hai chúng tôi đều xuất gia mà đều tu học nhưng mà mỗi người một cái hành nguyện tôi chỉ tinh tấn chuyên tu còn mẹ ăn ăn là chuyên về học động hiểu nhiều thành ra là cái quả cái nhân như thế nào là bỏ như thế đó là cái giáo lý rất là quan trọng của đạo Phật mình đúng không hả nên trong cái khi mà lập luận tại chưa hề cái lúc mà tầm năm nay thì chưa chưa nó chỉ có lúc đó là mình làm giáo đoàn thôi tức là lúc đó mình đã có pháp có đức Phật rồi đúng không ạ tức là thành đạo mình có Phật Phật bảo rồi mình có giáo lý của ngài dạy ra là pháp bảo nhưng mình chưa có tăng đạo cho đến khi mà gặp nhận cả năm nay kiểu chỉ đi vô đó lúc đó ngài mới có cái tự của mình đấy mình có một kiểu là tăng đạo lúc đó mình mới có là tam tạng đầy đủ đúng không ạ thì nghe cho em 12 năm đầu tiên không hề có vấn đề gì ở giữa chúng tăng không mà không tăng đâu không có lỗi lầm gì cả rất là hài hòa vui vẻ với nhau chỉ có cả phàm phu chúng ta như từ lúc này cả kia cái đúng không ạ mới có vấn đề chứ còn tăng tăng thì từ sau 12 năm tức là chúng đi vô cũng nhiều tại chúng đi vô đấy ngày xưa rất là đông gì có cái đàn chúng mình đâu nhà có ngày chỉ mang sang chỉ mang tỷ kheo tức là tự động rồi cắt được ra đây xuống và bắt đầu là khi cắt lên và trở thành những tỷ kheo rất là đơn giản thế mà đó là nhờ là linh duyên nhiều là tích chứ không phải tự nhiên như thế còn ạ thì cái luận tạng này được lập đầu tiên thì luận tạng các thời thì Đức Phật là thế nhưng người thành lập luận tạng ở chiều vua Hạt Dục tức là 200 năm sau khi Đức Phật đã nhập diệt rồi thì mới biên thành văn bản đúng không trước đây là tất cả những cái luật đó, thì chẳng hạn nói là như sao đều không có được đêm rét như vậy giết chết lấy căn xúc phẩm như vậy không tốt như vậy đấy tại vì cái cũng thời có cái việc như thế quý vị cũng nhớ rằng là trong cái thời mà kêu anh cứ kết hạ mà mưa đó chưa đó chưa có anh cứ kết hạ đó các vị thì theo cũng đi ra chợ nhưng mà mùa mưa thì cái con chuồn sâu dế đó nó bò khắp đường hết làm sao mình cũng đạt chúng một vài con đúng không thì các cái đồng bào mới là nghĩ không nên mà cái chuyện của chúng ta là như thế đúng rồi mùa mưa thôi cho ăn cư tức là chủ chỗ rồi các phật tử mới đem thức ăn vô để mà cúng dường trong cái ba tháng ăn cư đó chứ trước đó là ngày nào cũng đi khất thực hết nhé chỉ khi mà bạn bệnh ấy, thì bạn cứ ở nhà từ người khác chia sẻ cùng tương trợ đó đó là cách mà mình sống cái Phật sống ngày xưa thì khi trong cái chiều của A Dục thì là cái Phật giáo rất là mạnh tại vì vua rất là ủng hộ thì nhưng mà cũng đó là thời đó vì rất mạnh vì rất ủng hộ như thế thì cũng có những vấn đề thì vậy cái trong cái giáo đoàn mình ấy mình chia ra là thượng tọa hộ thượng tọa là những vị tức là mình kêu là chữ thượng tọa cũng có thể có là trưởng lão những vị này những vị cao mà cái sự suy nghĩ nó còn hơi là khép chặt nó hơi cái bảo thủ thượng tọa hộ tức là cái nhóm bảo thủ còn cái đại chúng bộ đại chúng mình nghe là mình thấy là rất là nhiều hơn số của người trong đại chúng bộ nhiều hơn sự thượng tọa bộ thì cái tư tưởng nó canh tân nó phong phú hơn dễ dàng hơn còn các cái ngài trong thượng tọa bộ hay là trưởng lão bộ thì sao chúng xài sao vậy Đức Phật dạy vậy chúng ta phải dạy nha không có thể đọc nhau canh tân gì hết trơn nha đó là cái tư tưởng đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu và đọc luận tạng rồi xong rồi chia ra thì đã có chia ra một hai phái thì phái nào cũng có cũng như những cái mình kêu là cái dưới luận căn bản của Đức Phật dạy ở bên chỗ sự bảo hộ thì giữ nguyên cho nên đại chúng bộ thì vì rằng là căn tân thì là cũng phải có nhiều vị nó cũng hơi xé rào đi lung tung chút xíu thành ra phải nói là ô cũng rất được thế không được thì thêm vô để cho nó khác về vậy chứ quý vị biết là bên ngày giờ bên nam tông của mình
Bây giờ được của chị Tăng á, được cùng là bao nhiêu? 200 năm. À xin lỗi, 227 giới. Dạ. Còn bên Bác Tông của mình là 200 năm chuyển giới, đúng không? À, tương tự như vậy. À, thì bên Ni á, thì bên đó là 311 và bên ta là bên Ni của Đại Dương là 348. À, để thấy sự, quý vị thấy cái sự khác biệt cũng nhiều nhưng mà có khác biệt khá mạnh. Đó. À, rồi ở lần tàn thứ sáu bộ chính chúng ta đã vẫn còn đang nói chuyện về tiểu thừa phản nạn. À, thứ nhất là đại chúng bộ, cái bộ luật mà ngay bây giờ lúc đấy ấy, là có bộ là Maha Tăng Kỳ luật. À, và bên năm cái bộ sau đó là thuộc vào sự hòa bộ. Mặc dù ra cái số người ít hơn nhưng cái sự suy nghĩ về những giáo lý, về những cách mà tu hành thì cũng có cái sự thay đổi. Tại vậy mình mới có nhiều cái phân phái. À, mỗi cái phân phái lại có một bộ luật riêng của họ. À, chẳng hạn như về trường tòa bộ thì có mình có cái bộ luật của mình kêu là Nam Phương Thượng Tọa bộ luật. Về nhất thiết thu bộ thì mình có cái bộ kêu là thập tụ luật. À, thập tụ tức là 10 lần tụ. À, khi mà lên để tụ giới đó, thì mình tụ là sao 10 lần. À, thế là 10 cái nhóm nhỏ nhỏ. À, về cái nhóm tên là Hóa Địa Bộ. À, thì có cái bộ tên là Di Sa Các Hòa Hê Ngũ Phần luật. À, ngũ phần tức là trong có 5 phần. À, cái Di Sa Các Hòa Hê đó thì đó là cái chữ mà được sử dụng qua tiếng Pali. À, thật ra nó cũng hơi trái tay tối hè đúng không? À, nhưng mà mình nhớ cái sau cũng có ngũ phần luật nhé. À, hay là thập tụ luật nhé. À, và tứ phần luật là ở của Pháp Tạng Bộ, và cuối cùng là căn bản nhất thiết tứ bộ luật là thuộc một bộ thuộc một cái phái tên là căn bản của bộ. Cái căn bản nhất thiết của bộ luật sau này chính là cái bộ luật mà cái tạng dùng. Thật là kinh tạng, rồi mình đã nói xong về cái luận tạng rồi, bây giờ đến kinh tạng rất là quan trọng. Tại vì trong tất cả thì chắc chắn là luận tạng là lớn lắm đúng không? À, kinh điển của A Hàm trải qua ba giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn đầu, thời kỳ thiết lập kinh điển thứ nhất, chỉ tụng các yếu những giáo pháp của Đức Phật. Hồi đó chưa có biết, chúng ta có thời mà kết tập kinh điển đầu tiên là lúc nào quý vị? Vì cái này từ sư hỏi, cái tôi hỏi ngoài, cái thứ quý vị thuộc này nhé. Khoảng 100 ngày sau khi chúng ta bị diệt, và lúc đó biết thì theo lúc bảo này của Hạnh Phúc Thay, ta bây giờ không có bị Đức Phật chi bai, không được làm cái này, không được làm cái kim đó. Thành ra ta phi nhảy tương tư lên luôn quá. Thành ra này ta xin như vậy, những như này chắc chắn là ngày nó sao. Như vậy là chiều hướng của ta sẽ đi xuống thôi, phải mau mau kết tập để mà giữ cái gì ngủ, nhắc lại những dân nhớ được giữ cái gì ngủ. Nhờ như vậy thành ra mới kết tập kinh điển đầu tiên đúng không? Mà có ai trong đó bị răng chân bị ai hát đúng không? Đấy cũng tánh tăng cả. Và vị đầu tiên đó là ai? À, xin quý vị năm trăm là ai? Chính là mẹ. Mày nói chuyện mẹ mà thì nhiều đúng không? Ngẫu nhiên thôi à? Đó. Thời kỳ tự thứ nhất chỉ tụng các yếu nhị giáo pháp của Đức Phật nhé. À, giai đoạn thứ hai thời kỳ trước khi chúng ta bộ lại cái bộ phân liệt, tức là mình mới nói đây là 300 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. À, thêm những đoạn những lời dạy của Đức Phật còn bị bỏ sót trong cái những lần trước đúng không ạ? Giai đoạn thứ ba sau khi các bộ phận, các bộ đã phân chia nên tại gồm 4 bộ. Tứ A Hàm gồm có Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. À, nếu mà nói về ngũ A Hàm thì mình có thêm bộ Tiểu A Hàm. À, thành ra ở giữa kinh của Đại Thừa và kinh của Tiểu Thừa đó, thì là bên tay trái đó, của sư đó, đó là ngũ A Hàm, là của Tiểu Thừa đúng không ạ? Bên tay trái là của bên Đại Thừa. Thật ra nói là chia ra nhưng mà cũng tương đương còn đâu phân nữa, còn là giáo pháp Đức Phật thôi đúng không ạ? Đó, thật ra mặc dù tên hơi khác, chẳng hạn như mình nói là Tăng Nhất A Hàm, tức là cái này mình kêu là Tăng Chi Bộ. À, cái này chắc chắn là sự có thông kết sang nha, cái này tôi hay lo vô cùng rồi nha. Thật ra quý vị phải để ý là chữ nó giống nhau,
cái chuyện những cái tên này đi sang những tên khác là không được á, chứ ngửa điểm đến á ha. Rồi thấy chưa, Trung An Hàn tương đương với Trung Bộ, thấy chưa? Nhưng mà cũng hơi giống giống, cũng dễ thấy đúng không? Rồi cái thứ ba là thần lập lẫn tạng của loại lá hoa kỳ lập lan, tạng Abhidharma Pitaka. Rồi cái chữ này là mình thấy là đáng nhẽ phải dùng chữ Abhidharma hay chữ M đúng không? À, sư dạy là dùng chữ Sanskrit và chữ R đây. Quý vị nào không thích chữ Pali thì xin sửa chữ R thành chữ M. Rồi lẫn tạng luận là cái gì quý vị? Đây là những cái kinh mà rất sâu xa, ý nghĩa rất là nhiều huyền diệu, giống như kinh Lăng Nghiêm, giống như kinh Hoa Nghiêm, giống như kinh kinh lớn đấy. Thì làm sao lý nó rất là thâm sâu, làm sao mà người thường chúng ta hiểu được, cũng hiểu sơ sơ, nói hiểu sơ sơ, nhưng mà hiểu đi sâu xa ý nghĩa còn hiểu để nhờ các luận gia này, luận gia này những cái gì và không phải mà có một cái sự hiểu biết là phổ quát về các ngài đã đọc trong một cái ngày suy diễn qua cái suy nghĩ của mình và đối chiếu và thổi biết là một lần. Nhờ cái bộ luận đó chúng ta hiểu cái giáo nghĩa của Phật nhiều hơn, sâu hơn hả. Thì nó luận tạng rất là quan trọng nhé. Luận tạng tiếp tục của các thầy bộ phái xuất hiện nổi bật nhất là Thượng Tọa Bộ chủ trương dùng lập luận để giải thích sự khác biệt giữa lý của Đức Phật và các tạng khác. Do đó luận tạng, xin lỗi nha, chỉ nói trần chữ luận chứ phải luận. Luận tạng được thành lập, cái đó là sai khổ. Luận tạng được thành lập và dùng làm tôn chỉ của bộ phái này. Hiện nay chỉ còn bộ bảy bộ luận của Hữu Bộ và bảy bộ luận của Nam Phương Thượng Tọa Bộ nhé. Đó, thì bên trái là mình có của Thượng Tọa Bộ, bên phải là Nam Phương Thượng Tọa Bộ. Trong cái nhất thiết Hữu Bộ đó thì sáu bộ đầu tiên đó, thì sau này quý vị khi mà lên cao đẳng đó thì thầy Việt Châu đang dạy một trong cái sáu bộ là túc luận đây á, thì đó là những cái bộ luận là rất là cao. Cái thứ ba là ngôn ngữ kinh điển nguyên thủy, mình hiểu rồi á, chắc chắn là nếu ở bên chỗ nguyên thủy thì mình dùng chữ Pali á, thời Đức Phật còn phải thế kinh điển Bản La Môn. Quý vị biết là cái khi mà Đức Phật sinh ra, ngày sinh ra ở trong một xã hội đó là tôn giáo Bản La Môn rất là thịnh hành đúng không ạ? Nhưng mà cái ý nghĩa, cái giáo nghĩa của ngài, cái lý thuyết của ngài đó, nó vượt qua luôn cả, nó giải thích được những cái mà Bản La Môn không giải thích được. Và ngài làm một cách mạng lớn trong cái khi mà Đức Phật ra, là một cách mạng rất lớn. Tại vì sao? Những cái gì mà ngày xưa đó, bên Bản La Môn nhất nhất phải theo, chẳng hạn như mình nói là tế lễ nhất nhất phải có vài người phải đem ra tế thần, ba con chanh, con bò, con dê, con gì đó và phải đem ra giết chúng hết đó, thì như mình cũng không được ăn gì, nhưng mà các bác cũng hơi quá đáng đúng không? Đặc biệt con đó chết là một loạt thế, nhất là người mà đem đi giết thì là căng thẳng vô cùng phải không? Ai là người cho phép con của mình đi ra đến đó, mặc dù nói là một đồng chinh nữ gì đó nhưng mà nó đau lòng lắm hả, thành ra Đức Phật mới mù biến nó dễ tết đúng đó là một cách mạng hả, mà Đức Phật làm như vậy được là mọi người sau khi mà hiểu được đúng luôn chuyện không thể tiếp nhận hả, thành ra đó là cái việc làm của Đức Phật. Thành ra hồi cái ở Bà La Môn hồi đó đã viết chưa có chi tiết rồi, cái phải là hồi Đức Phật chưa có chi tiết, và tại vì ngài chưa có muốn, ngài không muốn các đệ tử của ngài khi mà đã viết xuống rồi ấy, cái tự nhiên cái chắc chặt của mình thì Đức Phật nói như thế này là phải theo cái này là đó, thành ra mình nói xong thì kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan các như là chư tổ nói, cũng như là từng chữ mà dịch ra thì xài cái hết cái nghĩa của Phật đó. Thì là ngài cũng nói là các con người đây trong các thời ta sẽ giảng, mà giảng xong một cái là lập tức chiều hôm đó, tối hôm đó là đem về suy nghĩ và áp dụng trong thiền định, áp dụng trong sự tu tập của liên để hiểu rõ là cần phải làm gì, chứ không phải cũng xong rồi cái là ôi xong rồi ta kiếm chỗ là ta cứ là cái đem ra là tụng đi liền đúng không, mà không có áp dụng không có lợi gì cả. Thì ngài nói
quan trọng là thực hành cái thời Đức Phật, thực hành ngay tức nữa. Thì vậy vậy, mặc dù là mình có chữ nghĩa, đã có chữ phản, chữ sanh viết và đó có rồi, nhưng mà phải tiếng phổ thông là tiếng Mai Ni của nước Ma Kiệt Đà là cái nước lớn nhất tại đó. Khi Đức Phật được truyền đến Tích Lan thì tiếng Pali được dùng để ghi chép kinh điển, tức là cái thời Đức Phật còn tại thế thì ngài cũng cho viết xuống nghe nói, tức là từ kim khẩu của ngài, rồi mỗi cái lần mà gặp gỡ trong lớp học hỏi thì hay là những cái thời an cư thiên hạ về ở dưới chân có cái cầu rất dễ thương là gì, mình học ở dưới chân thầy, tức là ngồi Đức Phật ngồi, xin lỗi, giống như là sư ngồi có một cái bồ đoàn lớn, xong rồi tất cả cái chúng ngồi hết như vậy á, cái là ngày nói xin đây, cái tiếng nói này rỗ rãng hay là cho đại chúng, tức là để tâm nghe không có xa lãng, để nghe xong rồi cái tiếp thu cái mà phải nói không hiểu không nhớ đó, thì chạy ra khỏi nhà ngay, đúng không? Đó cái vấn đề là như vậy đó. Xong rồi lần sau chiếu đó là bên tư tâm liên cái sự mà tu hành nó rất là tức là lợi lạc và nhanh chóng, tức là mình biết là thời đó cái tiếng Ma Kiệt Đà Ma Kiệt của cái nước Ma Kiệt Đà đó là thông dụng nhất và có khả năng là được dùng nhiều trong khi mà ngài đi du hành khắp nơi. Quý vị nhớ là ngài đi không đi đâu mà ngài làm đi làm sao, có đi tàu bè không quý vị, ngài đi trên đất không ạ? À, dĩ nhiên cũng có khi ngày dùng thần thông đúng không ạ? Ngày hôm nay quý vị đọc học kinh cái gì đó góc ma là thấy ngày diễn thần thông cũng là không thể tưởng tượng được thì là chắc chắn thầy nói nghe thần thông nhưng mà ngày nói là không được biểu diễn thần thông, tại vì sao ai có thích như vậy rồi là chỉ có hàng cái đó không có hiểu được cái sáng nghĩa từ sâu sâu rồi đi tu không phải là để di chuyển thần thông mà để thành một Phật. Mình không có muốn xong tiên trên trời bay bay trên trời đúng không? Đó. Rồi tiếp tục tức là nói hai suy nghĩ chính đó là xem thuyết và phào gì đúng không? Rồi cái này cũng có thể ở trong câu hỏi nữa nha. Cái câu này quan trọng, hai hệ thống lớn kinh điển Phật giáo là Đại Thừa và Tiểu Thừa, các nước tập điện dường như Bắc Ấn Độ, cái này mình hiểu rồi, cái gì mà thuộc về Bắc Ấn Độ nó chân chia theo địa phương đúng không ạ? Cái gì mà thuộc về Bắc Ấn Độ là Đại Thừa, mình kể bắt đầu đi từ Tây Tạng, từ Mông Cổ đúng không ạ, qua Trung Quốc rồi sâu sâu đó, nước Việt Nam mình cũng kể ra phần lớn của mình là Đại Thừa, mình kể là Đại Thừa, nhưng mà bây giờ Việt Nam của mình cũng tương đối là năm tâm cũng rất là thế này. Rồi những cái nước người Việt Nam của Ấn Độ chẳng hạn như bắt đầu từ Miến Điện, từ Thái Lan, cứ vậy đó. Thì cái này là mình phải có một cái bản đồ trong đầu nên nhắc đến cái là mình zoom ra là Đông Nam Á như thế nào đúng không? Đó, cái là mình kể tất cả những cái tên ra nhé. Nam phương kinh điển, Phật giáo kinh điển, chữ chân tăng tạng kinh điển viết bằng chữ Pali, Tipitaka, Ataka gồm luận tạng, kinh tạng và luận tạng, luận tạng gồm ba bộ, kinh phân biệt, kiền đồ bộ và phụ tùy. Cái trong này trong sách của ngài á, của ngài thân kiểm á, có cái danh từ bằng tiếng Pali nhưng mà sư không để vô, tại vì sao mà sư muốn quý vị phải nhớ một số những chữ căn bản thì sư yêu cầu quý vị nhớ, chẳng hạn chữ Tipitaka sư yêu cầu quý vị phải nhớ, hay là Tripitaka cho chữ nào mà như vậy á, sư yêu cầu quý vị nhớ, tại vì chữ rất là căn bản, mình học Phật mình nói cái gì đấy đã không được cũng được, nhưng thì cái kinh như thế này không cần đấy nhé, ngoài trừ khi quý vị thành là người nghiên cứu xong thì chế cái đó thì phải nhớ hết nhé. Rồi kinh tạng gồm có năm bộ Nikaya, trưởng bộ là Nikaya Nikaya, trung bộ là Majjhima Nikaya, gồm 47 kinh dài trường, có nghĩa là dài theo tiếng Hán. Thành ra những cái này là nó có ý nghĩa hết quý vị, khi mà nói trường là mình biết ngay là trong đây là toàn những bài kinh nào cũng dài như thế đúng không hả? Rồi cái trung bộ là cái bài kinh nghĩa chung và cái bài ngắn ngắn thì đi vô và tiểu bộ như vậy á. Rồi
Tứ ngũ bộ gồm năm sáu bài kinh dài và năm không đều xếp vào năm tập gọi là thiên. Thiên có kệ, thiên nhân duyên, thiên uẩn, thiên xuất xứ và thiên đại phẩm. Đại phẩm có lẽ là dài nhất, nên tại vì có kinh dài và kinh ngắn, chúng đây không đều đều. Cái thứ tư là tam nhất bộ được sắp xếp theo tuổi thứ 1 đến 61, tức là các cái bài kệ xưa đó, Đức Phật từ điển dễ cho đại chúng, Đức Phật nói một bài kệ chẳng bốn câu mà cốt lõi của cái sự tu hành là như thế nào thì có khi là bốn câu, tức là một kệ, có khi là tám câu, là hai kệ như vậy đó, xếp từ 1 đến 11 thì đó là trong bộ tam nhất bộ. Còn tiểu bộ thì là gồm, nghĩa là cái này là kêu là gì sao đúng không, tất cả cho hết từ đây còn lại cái gì mà không có phục với cái trên đó ai về hết mà cái chỗ này cũng quan trọng nữa, chúng ta hỏi rất nhiều trong cái này quý vị xin quý vị và thí sư kinh tiểu đồng nè, kinh pháp cú nè, pháp cú quý vị mình nhớ chưa thì pháp cú rất là quan trọng để dạy của Phật cho hay lắm. Phật tự thuyết giống như kinh A Di Đà tự ngài nói ra không cần nói. Phật thuyết như vậy, tất cả những kinh mà ngài A Nan nói đó, ta nghe như vậy. Kinh tập rồi chuyện thiên cung, ngài nói những chuyện thiên cung để dồn hết tại một chỗ, tức là kêu chuyện thiên cung. Chuyện ngạ quỷ, trưởng lão kệ, trưởng lão là các vị mà có dân phận ở trong tăng đoàn. Mà cái trưởng lão kệ rất là quan trọng, có một ngày nào quý vị học sẽ thích thú vô cùng. Để đây là những bài kệ, có bài kệ đến 4 câu, 8 câu, 16 câu, như vậy trung bình là 4 câu, có bài kệ đến 4 câu. Tùy theo cái sự chính đạo của cái người đó, họ mới làm cái bài kệ, tức là cái chính đạo của họ. Thật ra quý vị nên đặt cái này, tại vì sao? Mình học Phật là muốn thành Phật, thì quý vị thành Phật bằng cách nào? Mỗi người đều có một cái nhân duyên, tức là chừng mình cái vị đó có nhân duyên giống nhau sao? Nhờ cái vị đó học hỏi đánh nhau, xin lỗi không phải đánh nhau, nhưng mà cũng như là có cái thành với mẹ chồng như vậy, có vậy hay là có cái thành với bố vợ như vậy đó, đó mới đem ra nhờ mình nhẫn nhục như vậy mình mới thành đạt đó, mình chắc có một cái nhân duyên với dân giống, mình cũng căng thẳng với bố vợ thì có cái ông làm sao mà ông được chứ là ta cũng từ từ học hỏi đúng không ạ? Cái đó là bên tăng, còn bên đi mình có là trưởng lão lý kệ. Chúng tôi khi mà học các quý về cuối học kỳ đó, chúng ta sẽ học cái bài này hay vô cùng. Kinh Bổn Sư đây là những cái bài nói về kiếp trước của Đức Phật. Có khi Đức Phật là một con vượng chúa, có khi Đức Phật là một vị trai trẻ, có khi là người phụ nữ ngay sống như kiếp. Thì thân của Đức Phật nghĩa thích vô ngại giải đạo. Thí dụ trong kinh này là qua những câu ví dụ cũng hay lắm ạ. Bởi vì học những cái bài ví dụ như là kinh giống như kinh mình nói kinh Bát Dụ đấy, là 100 cái câu ví dụ. Thật ra mình học qua ví dụ cũng rất là lợi ích. Phật chủ tính và sở hành tạng, đây là những cái bộ kinh khác nhau, cũng giống như là tạo được mình dồn hết một cái tiểu bộ. Cái gì hiểu chưa? Đó là khi chúng ta nói về kinh tạng thì như thế. Đây là mình đang giải thích mình là diễn tả cái kinh như thế nào nhé. Luận tạng thì có cái gì ạ? Đại sư nói rồi, luận tạng rất là quan trọng vì đây là những giáo nghĩa sâu xa được các vị nghĩa là tu hành rất là giỏi và có một trí tuệ tuyệt vời đã giải thích các cái kinh khó để chúng ta hiểu được. Thì chúng ta có 7 phần từ số 1 cho đến 7, quý vị thấy từ từ nhé. Rồi tam tạng chú thích. Trong cái tam tạng này ấy, là cũng có những cái phần mà thời đó ấy, đã có những cái phần mình kêu là chú thích là để mà giải nghĩa cái này nói có nghĩa là như vậy. Đấy là cái phần này có cái này của cái tên nhất thiết thiện kiến luật chú. Có thể đọc trong cái tên của cái phần này có thể biết là những chú thích này về luật đúng không quý vị? Tại vì thời Đức Phật ấy, cũng với thời chúng ta là mình thấy sai nhau lắm. Tại là đôi khi cái luật thời đó tại sao cũng có hiểu. Tại vì ngày xưa ấy, khi mà nói về luật ấy, người mà không có ở trong cái liên hệ đến phải dẫn luật đó không được nghe.
tại vì nghe không hiểu cái xong tâm phỉ báng, cái gì buồn cười như vậy hả, không có thích đâu à, về xong tâm phỉ báng là làm sao để bị dọa. Thật ra cái ngày chưa tưởng mình hả, con chưa có đến cái chỗ này thì tay lại thì nghe không hả. Tại vì khi mà bố tát ấy, thì từng phần hả, bố tát người nhỏ nhất hả, sa di đi thì vô nói xong rồi, tại vì các vị lớn là nghe bao nhiêu cái này hết rồi, xong rồi là rồi hả, rồi đến thức xoa na vô hả, rồi nghe xong rồi rồi đến tỳ kheo thì phải đi như vậy chưa ra hả. Đấy, lý do là như vậy, nhưng không phải là đơn giản. Rồi tiếp tục phần số năm, các cái điểm trọng yếu ngoài tam tạng. Ngoài cái tam tạng thì ta thấy là rất là quan trọng rồi, còn một cái phần này rất là quan trọng nữa, mà nhờ cái phần này các cái sử gia, các ngài nghiên cứu gia nhờ cái này kiểm chứng lại. Quý vị nhớ là ngày xưa nhất là Ấn Độ không có ai biết sử hết chứ, thì có nhờ vua dùng may mắn này khắc vào trong cái trụ đá là sau mới biết là à, chỗ này là Phật Đản Sinh đây, chỗ này là nó phải mang có sa lợi ở Phật đây, hay là này làm hết tất cả sa lợi xong rồi xây 8.000 8.000-4.000 tháp khắp nơi trên Ấn Độ, rồi để mà để cái xã hội ngày đó để tôn thờ, đúng không? Tất cả những việc đó đâu có ai viết đôi chữ, mà nếu mà có viết đôi mấy cái giấy mấy cái gì lần lần nó cũng tan rụi rồi, đúng không? Có người viết đôi cho cái bảng đồng rồi làm sao bị một đốt làm khí giới trên rồi ấy, nó đâu có đâu hả? Nhưng à, có những cái đạo sử này nhá, đạo sử này, đại sử này, tiểu sử à, nhờ cái này à, bây giờ mình kiểm chứng à, cái kinh này nói cái thầy có như thế, cái kinh à, xin lỗi à, cái quyển sử này nói như thế, cái quyển kinh này nói cái phần hơi tương tự, thì nói à cái chuyện thật sự là có xảy ra, đúng không ạ? À, là những cái vấn đề quan trọng nếu ngoài các tạng này rất là quan trọng cho để cho người ta kiểm chứng và hiểu được cái chuyện xảy ra. Tại vì đó chúng ta không có sử gia mà cũng chẳng có nghiên cứu gia gì cả, tại vì không ai có cái nhiệm vụ biết chết như thế nữa. Rồi cuối cùng à, chúng ta nói đến Bắc Phương và giáo kinh điển. Bây giờ mình nói là Nam Phương là ai? Nguyên chủ ý là thật ra mình chia rõ ràng Bắc Phương, Nam Phương nha. Sư sẽ hỏi Bắc Phương là ai? Bắc Phương và giáo kinh điển bị chuyển ngữ chữ Phạm hay là chữ Sanskrit ghi chép mình gọi là Phạm ngữ Phật điển à. Cũng dễ hiểu đúng không ạ? Dịch có tiếng Tây Tạng được gọi là Tây Tạng Phật Điển. Dịch có tiếng Hoa gọi là Hán Dịch Tạng Đại Tạng Kinh. Nhật Bản dùng bản tiếng Hoa, dịch có tiếng Nhật và thêm các bộ kinh luận của các cao tăng Nhật gọi là Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh. Cái quyển này ấy, là cái quyển mà hầu hết tất cả các sử gia, các nghiên cứu gia là dùng cái bản Nhật của này. Nhất Nhật là đi sau à, để mà hỏi về cái giáo đấy. Đức Phật Nhất Nhật còn quý vị từ từ học về thầy Nguyên Tâm sẽ dạy cho quý vị về Phật giáo Nhật Bổ, tại vì ngày học ở Nhật Bổ thì chắc chắn là sẽ thích thú vô cùng à. Thì Nhật còn được cao đi, tức là Triều Tiên cái đại hàng đấy đem Phật giáo đến giới thiệu à, tức là sinh sau đại hội. Nhưng mà giờ này có thể cũng phải bị nhờ là sự kiên trì học hỏi của họ trong khi những nước tiến tiến mà học hỏi về chẳng Việt Nam mình mà trước khi mình đã có Trung Hoa thì sao đánh nhau một tuần đúng không, cái trận tay chiến rồi cái nhà khác nhau đúng không, đánh nhau một tuần mỗi nhà lại lên đánh nhau sao em kinh nghiệm nó đốt dạ thì làm sao không có con gì đâu à, mà trong khi đại bộ thì họ được làm sao sinh sau đại bộ họ cũng có cái tâm tìm cầu qua tận bên trường Trung Quốc để mà học hỏi cái bản kinh mà mình có em về dịch qua tiếng Nhật rồi thì nhờ vậy bây giờ chính Nhật Bộ chính là cái chỗ mà về Phật giáo rất được sự dư rất được đầy đủ à. Nhật Bản dùng bản tiếng Hoa dịch tiếng Nhật thì có là bộ kinh là khi mình những bộ kinh khác thì cái bản đại chính tân tu tại kinh này là chúng tôi biết đến nhất bây giờ. Cô đây bắt đầu in năm
1924 và hoàn thành năm 1934, tức là 10 năm trời để họ làm cái bộ này. Thành ra quý vị biết là nó rất là công phu. Và bây giờ chúng ta đó, từ từ như thế chúng ta nghĩ là ôm là xong hết những cái đấy. Bây giờ có CD-ROM trong cái phần mềm hết rồi. Mình có thể lên internet, mình link tới mấy cái website đấy, họ có mình có thể dùng được. Không có giới hạn, nó hồi xưa khó vô cùng. Trời ơi, phải đi tàu qua bên đó. Nhớ ngày xưa của mình không? Nó cũng phải dễ dàng, có tàu thủy chạy có chạy tới, chạy có về cũng không? Phải đợi gió thổi như đó, mình mới leo lên đến đó. Rồi khi là cái gió nó thổi lại, ngược lại, mình đi xuống lại, tại vì tàu bè hồi đó còn vô sơ đó. Rồi có bị nghĩ, đi tìm kiêu điểm nó khó như thế nào. Bây giờ thì chúng ta làm sao? Nhấn bài đúng, có cái chuyện, đúng không ạ? Thật ra quý vị phải cố gắng học hỏi để đi tất cả trên tìm được tiếp quý vị nhá, cố gắng lên. Hoàn thành năm 1934 gồm có 100 tập, có 13.520 quyển. Trời, cái này mình đọc nên là đề nghị nha. Đọc liên tục luôn á, đọc hết đời chưa xong nữa đấy. Các kinh điển của Nguyên Văn Chí Phạm gồm có Bát Nhã Bộ, Hoa Nghiêm Bộ, Phương Bảo Bộ, Bảo Tích Bộ và Bí Mật Bộ. Đây là tại vì sao mình lại quan trọng này. Mình nói mình có nhưng mà nó dịch từ tiếng này không? Vậy là sao tôi biết là các vị dịch có chuẩn, có chính xác không? Đây, tôi có bộ chính này nè, bằng tiếng Phạn, tiếng Xem biết đây nè. Đó, là những cái bộ này rất là quan trọng. Lâu lâu quý vị nghe trên báo chí, người ta mừng vui khi mà tìm ra một cái bộ kinh mới ở mấy cái hang đảo đó, là mấy cái hang, xin lỗi không phải hang đảo mà cái hang giống như trên đường quý vị nghe qua con đường sơ lộ chạy The Silk Road, quý vị nghe qua phải không? Thì các đường cao lãnh thì kinh như các con đường Silk Road thì cũng tương tự như vậy, rất là vĩ đại và quý vị mình quý lắm á, thành ra sao giống mình chạy hẳn như mình về có rồi, mình biết mạng mình không còn đâu nữa, mình sợ là để thì là cái người không biết là đem rốt là mình củi trụ hết trơn nó ổn lắm nhá. Thành sao cái đào cái hố thì theo chỗ nào đặc biệt rúng trên đó rồi biết là cách nào đó là xin nhan để cho người nào đến nó kiếm, có đủ nhân duyên là đến nó kiếm đúng không ạ? Thành ra kinh điển thực sự là có rất nhiều nhân duyên để chúng ta ngày hôm nay có được những bài kinh có trong tay để chúng ta học hỏi chia ơn tiền bối. Rồi trong những bạn có đấy, thì chẳng hạn như bạn của Bát Nhã Bộ thì có những cái bản như này. Bát Nhã Bộ là cái bộ mà kinh mà phải nói là lớn nhất, lớn lắm, là trăm nghìn phải kể lớn lắm. Hoa Nghiêm Bộ là bộ kinh lớn thứ nhì. Phương Quản Bộ, Phương Quản là gồm rất nhiều kinh gộp lại. Cái thời Phương Quản là cái thời mình nói là nó giao mùa giữa hai cái, cái chưa hẳn đại thừa mà cũng chưa hết thì thừa, tức là giao lưu giữa hai cái là cái giao lý của Phương Quản. Đó thì mình thấy kinh nhà Pháp Hoa Kinh, Giải Kinh, Lăng Giải Kinh, Nghi Hoa Kinh, Sâu Phật. Rồi Bảo Tích Bộ và Bí Mật Bộ. Những cái bí mật bộ này mình có thể tưởng tượng đấy là những cái của bên Phật Tâm đây, đúng không ạ? Thật ra chúng tôi quý vị thấy nó nhiều ghê không? Từ số 1 cho đến số 22 số đó. Sư chỉ có đặt ra để cho quý vị có thể thấy được nhá, cái của nó mà không cần phải cố gắng đọc cái phần của ngài Phương Kiến này. Sư có nói đó, sư biết rõ ra là như vậy là quý vị dễ nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta nói đến các chuyên tác. Chuyên tác là những tác phẩm mà quý vị này đã soạn ra, thì cho là chuyên tác của các thánh tăng ấn độ. Tại sao kêu họ là thánh tăng?